Hello, hello, xin chào các bạn nhé Hôm nay là ngày thứ uh, 21 đúng không nhỉ Ngày thứ 21 mà nó ra đến server uh, thứ 153 rồi nha các bạn Nghĩa là nó ra, một ngày ra một server à, ít nhỉ? Ừ, đúng rồi, một ngày nó ra một server Đợt này mình thấy ở bên cái bản uh, iOS mình tìm không tên game nữa Android cũng không tìm thấy tên nữa Không biết tình hình uh, nó cấm người Việt Nam chơi hay sao với các bạn ạ <laughs> các bạn thử lên group của của cái trò này xem để họ đợt là mình bỏ cái thả game group xem như thế nào Đợt này thấy mọi người cũng ít tải cái trò này chơi mình nên mình cũng ít up nội dung các bạn vì ít người xem mà mình cũng hơi hơi ít động lực tí Đợt này là ngày, ngày cuối cùng ấy của uh, tuần 3 các bạn ạ Vậy là sẽ hết cái sự kiện server mới Chính thức bây giờ là trở thành một cái nick bình thường Thì uh, hôm nay mình sẽ uh, kiếm kiếm mắc tái ngọc xem được bao nhiêu rồi mình sẽ quay Hiện tại là quay khoảng tầm 28 đấy. Thì uh, bạn nào mà chơi chăm hơn mình, mình đợt này chơi cái trò này không chăm lắm <laughs> Bởi vì thấy mình cũng chơi mấy server đầu ấy nên cái trò này tranh nhau vừa mấy xếp vừa đầu thì nó cũng khá là lợi Chơi lâu thì đặt tài nguyên nó nhiều thôi Ok mình sẽ quay nhé Quay xem được bao nhiêu Mình sẽ ấn nhanh đi Đỡ mất thời gian của các bạn à, Mình cần phải quay 300 lần Hiện tại mình đã quay 100 lần rồi Nhưng thôi mình quay phá đi chơi giải trí thua được 95 ngọc Nói chung là ăn là chủ yếu ăn cái quỹ ấy, các bạn Cái quỹ này nó chia 5, 10, 10 à, nó chia 1%, 5% và 20% Thì uh, lấy 20% là ổn nhất Nhưng uh, khó khoai các bạn 20% của 24 ngàn là được bao nhiêu? 10% được <laughs> được 2 ngàn À được 4 ngàn bốn ngàn ngọc cũng khá phèn các bạn nổ gì uh, ngoài nhân phẩm ngọc ra thì uh, đá này nữa đá ngọc rồng đá ngọc rồng thì chỉ có lên chín ngon thì các bạn chung là quà đợt này sự kiện này nó mình thấy nó mà cho darun nó ngon các bạn nó cho mấy cái, uh, cái này thì kỹ năng này thì không ăn thua các bạn không biết này sau này kỹ năng này có khó kiếm không Chứ bên bản One Pie mình chơi kỹ năng này bây giờ như rác Đợt này nó rén anh em Việt Nam ta hay sao mà nó chưa truyền thông ấy Không biết ở đến server thứ 200 nó bắt đầu truyền thông mạnh nhau Thì bây giờ mình sẽ chơi tà tà đến lúc đó sẽ Nói chung là phải Cái này mà muốn mạnh thì phải chơi lâu rồi, các bạn Nói chung là hiện tại thì cũng vào top 10 rồi Không đến nỗi là còn đích cạch chay mà yếu phế vật Nói chung cái trò này thì các bạn xem xem series của mình Bây giờ thì cũng đã đủ kiến thức rồi Thì cái quan trọng là các bạn chọn tướng thôi Đây mình mở tí nhân phẩm xem sao Ui Cháy lắm ai chà À Toàn mấy con gì gì các bạn Ui Ra được con sen này mình mà chơi sen chắc lên 12 lâu rồi các bạn Thật mình mà chơi sen chắc lên 12 lâu rồi Tiên tiểu đại tí này Lên uh, level 100 thì các bạn sẽ được uh, một con tướng ngon hơn Ở chỗ này 100 hay 150 ấy mình nhớ không rõ Chắc là lấy kỹ năng thôi À quên hệ sấm xét <laughs> cứ quen cái trò ăn bên kia, ok mình sẽ có quay nữa không? mình tính không quay nữa thì thôi quay hết đi, có mì bốn ngàn ngọc thì quay hết đi cho các bạn xem, Quà cũng phẻ lắm các bạn, không ra được một cái viên, không nổ được một viên đá kia luôn, đá ngọc rồng luôn chán, ấy đây ôi trời 337 Ngọc Ui Bạn xếp bạn may mắn này Ngọc, Ngọc, Ngọc Và ai nhái Nó quý bác Có ông này Sao mình cũng có Việt Nam nha các bạn Mình nhớ không nhầm cũng có hai ba bạn Việt Nam đây tí nữa mình check cả. Bản bạn xếp hạng cho các bạn xem Ôi không ăn thua rồi Ôi chơi lỗ các bạn à. Tốt nhất là chỉ chơi đến 300 thôi nha các bạn Đừng có chơi hơn nữa mình uh, khuyên câu chân thành mình đây là làm nội dung cho các bạn xem chứ nếu bản chất là mình cũng không quay lúc nãy con nổ ấy nổ được lên 800 trăm các bạn không ăn thua rồi các bạn mình thử xem mà với lượng mình bỏ ngọc như thế này thì chúng ta sẽ lấy được bao nhiêu à? cái mảnh rương từ tròn kỹ năng này Mình nghĩ ít nhất các bạn phải quay hết 50k Thì may ra đủ 50k thêm nhân phẩm các kiểu nữa là nó cũng lên tầm 100k Ngọc Thì mình sẽ xem là bạn sẽ hạng tiêu thụ này Mình tiêu 48 ngàn là được bao nhiêu Ui Mảnh huy chương Huy chương này thì thôi đây phẩm đây rồi. Được. được 39 mảnh các bạn ạ. 39 mảnh không ăn thua rồi. không ăn thua 100 mảnh mới được kìa. Đấy, mình tính xương xương ấy, mình tiêu 48 và được 39. Vậy thì các bạn phải tiêu từ 100 đến 120. Nói chung thôi bỏ các bạn, bỏ cái sự kiện đó đi mình tưởng nó cho cái lên thất tỉnh lên con tướng để lấy chứ cho cái đá ngọc rồng kia thì thôi mình cũng không nổ cái đá ngọc rồng khá là đen đợt này kiếm <laughs> kiếm nổ ra uh, mắt thì ngon nữa là lên được 12 hai trò này mình thấy hơi buồn là thấy các bạn nhắn tin bảo mình không tải được ở Android à, không, không Android thì có bản APK rồi còn mà iOS đấy thấy các bạn bảo không tải được thì cũng hơi hơi buồn mấy cái trò này mà nếu mà các bạn chơi thì tốt nhất thằng có xóa hoặc là các bạn nạp thì đừng có refund refund là nó khóa biển chặn bị biên cho mình chơi luôn đấy không cứu được đâu à, ờ, đây các bạn hôm nay là thứ tư đấy đúng không nhỉ ờ hôm nay là thứ tư ờ hôm nay thứ ba nhỉ? hôm qua mới đi xem sang tuần mới quay đi quay lại mình đã chơi trò này 21 ngày nhanh nhất các bạn chơi này cái này khoảng 60 ngày là nick khỏe như voi luôn mình vẫn cảm thấy phí phí quay lúc đây cảm hơi phí các bạn à, để tầng đó mình lấy được bao nhiêu tướng mình uh, hiện tại lâu rồi cũng không không vượt map đây cũng không có gì thay đổi ở tướng lắm còn không có vàng để lên nữa các bạn, mình đang tính uh, kiếm ít chút vàng mà Phải lên lực chiến đấy các bạn. Thật có khi bỏ uh, quay uh, quay lấy pet đỏ còn khi ngon hơn các bạn. Pet đỏ các bạn uh, kho báo đỏ chứ, kho báo đỏ vừa được có uh, trang bị vừa lại có uh, kia mở cái gì này Ui cái giày, vãi gì như mình đang thiếu cái giày ấy đúng không? Ui tôi đang thiếu áo các bạn ạ, không phải thiếu giày. Tôi đang thiếu áo, không phải thiếu giày các bạn ơi. Ban phước mình cũng thừa cả đóng này. Phun đam nha các bạn, với những con như zamasu này các bạn phun đam cho mình. cay 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 lắm siêu cay luôn à còn mỗi, mỗi cái chiếc màu đỏ này thì chiều một nốt luôn đi quả đó mà ra cho mình cái áo thì quá tuyệt vời Mời được cái gì không Úi giời ơi <laughs> không ăn thua các bạn ơi thôi ta qua đây đi à, sắp lên vip rồi nếu mà chơi khoảng um, một 10 ngày nữa là mình sẽ lên được vip 5 VIP năm thì sẽ mời được cái kia thôi chưa mua được cái này thì lượng tướng nó sẽ được nhiều hơn tí nữa đây mời được uh, 3 lần không ra được một con cốt lõi nào luôn đùa nó fit ui giời không ăn thua rồi các bạn ơi không ăn thua rồi à, đợt này cái này mình cũng chưa đi này các bạn cả đóng luôn đây giải lập trận đấu đáng lẽ ra là đến những cái mùa này là các bạn đi qua rồi mình còn chưa có thời gian đi này. Đợt này mình cũng chơi cái bản bên nếu mà các bạn nói chung là thường ở những cái trò mà mình chơi thì đa số là cài chay nông dân anh em chơi được anh em Ủa sao bị kẹt ta Kỹ năng ui nhiều con Nhiều con lắm các bạn Những con thế này thì các bạn đừng có làm phút nhé Sau này về dài hết nó sẽ nó sẽ mở cái hoạt ảnh của nó các bạn nên những cái con mà có chữ chính này các bạn cứ cất đi Ví dụ như mình chơi hệ sấm xét thì Mình cho mấy con này vào cũng được Thêm một tí bổ trợ Mình cho nó làm phút luôn Nói chung là không có chính chữ chính thì các bạn có thể làm phút được rất là đơn giản nhé. Lên xin hôm mình thấy đợt này các bạn Việt Nam chơi cái bạn này khá là pro các bạn có uh, kỹ năng chơi từ bên bản văn nên sang đây ai cũng pro ấy. mấy bọn nước ngoài khóc thét luôn chứ khóc đúng kiểu khóc ra bã luôn Buma Ui Mình còn chưa biết kỹ năng thằng này nhé Thằng này là xuyên giáp Thằng này là tấn công Đam của nó Cũng ổn Sau khi trong thời gian máu và trong được khác trong khu vực sẽ không giảm thấp hơn một À mình biết thằng này rồi Thằng này có nó ra kỹ năng rồi à trong quá trình mà nó ra kỹ năng ấy thì đồng đội có 5 giây là không bị chết đồng đội 5 giây bất tử nghĩa là ở tràng máu tử thì đồng đội không bị chết còn thằng này thì Vegeta chậm sập thư tôi có sai tạm cho vào nó đẹp đội hình các bạn ạ một hai ba bốn Đây, thấy nó có chữ chính là được rồi bên uh, hệ uh, hệ này thì sao này cũng không có gì đây mình lâu rồi cũng không đánh nhau các bạn đây đánh bừa một bạn đây Là trận đánh một hai ba bốn A. trời ơi chưa cho cái thằng kia lên level nó bị giảm cái công hưởng Đây, cái mà cộng hưởng mà mình đang nói là Chính là cái này nha các bạn Đây cộng hưởng vô danh ấy Đấy nó sẽ lấy những cái con tướng level cao nhất Cho các bạn Mình mặc lại đồ cho thì nó đã Đồ mình cũng khá là nhiều Chúng là cũng nhiều lắm đây thử đập tí lên 45 này đập 43 đi Ôi bạn này chơi cái con Android 17 ta Đâu, đây này đúng không đồ hình của mình như thế này nha các bạn chung là Zamasu vẫn là cái gì đó rất 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 là phê các bạn nó giật quả nào thốn quả ấy tranh uh, tranh 100k rồi đấy các bạn đây thử tranh 200k xem nè 200k bạn này đi này, 200k nhé bạn này chơi cả con Broly nữa kìa các bạn kìa khoai đấy anh chả mình là kích nổ trước kia giật kịp ui trời ơi giật quả nào thốn quả đấy ui kịp không ui bên kia giật được. vẫn thắng kìa và anh nhái chi tiết này 7 triệu đam anh nhái bên kia chơi 6 triệu đam thôi các bạn chiến thắng phát lại được các bạn bên kia hai đam ở Rory đấy, mình mình được lên nổ trước này Rồng thần ra Zamasu bắt đầu ra kỹ năng Chỉ được một thằng Bên kia còn ba thằng nữa Broly bên kia chết Ôi. Quả cuối Zamasu bên kia giật vào người mình Mình cũng giật lại luôn Phải nhai. Phải cả một trận đánh Vẫn thắng được nha các bạn ạ Những này mà mình có thời gian mình bi chuẩn hơn nữa thì ngon Đây đánh với một ông chơi tầng Beerus Đây rồi, rồi. có vẻ ăn được không mình hơi thiếu vàng thì các bạn để ngày mai chăm chỉ leo thì tại đợt này chị vào làm nhiệm vụ theo mình út chưa úp gì hết đấy từ cái đợt 5 ngày vừa rồi đây ra mắt kỹ năng này không kịp ra luôn thiếu nộ kìa ui một một đánh bốn rồi ra kỹ năng rồi ui nó giật chết <laughs> mà nó chứ nó giật đau, giật đau thật. Thôi thì video của mình đến đây cũng xin kết thúc thôi nhé Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo. Xin chào.